Kính chào và Thanh Tú, kính chào quý vị khách hàng của Agisop. Thưa tất cả quý vị, hẳn nhiên mấy ngày hôm nay chắc chắn là quý vị cũng cảm nhận là thời tiết đang nóng dần lên. Đúng rồi. Và cái nóng này nó cảm giác rất là khó chịu, rất là bức bối. Và nếu như chúng ta sử dụng một cái quạt truyền thống á, sẽ làm cho mình khô da. Đúng rồi. Cái gió nó không đủ mạnh để chúng ta cảm thấy nó đã, nó mát. Và đặc biệt là có thêm rất là nhiều bụi bẩn nữa. Đúng vậy. Vậy thì chắc chắn quý vị cũng sẽ phải quan tâm là một cái dòng sản phẩm phải đảm bảo được là tiết kiệm điện nè, và bên cạnh đó là đủ hơi mát nè, và ngoài ra là phải lọc không khí nữa. Và kính thưa quý vị, có thể nói với những điều mà Thanh Trang vừa chia sẻ với tất cả quý vị thì chắc chắn rồi, ngày hôm nay chúng tôi lại mang cho quý vị một sản phẩm mà giúp cho quý vị chúng ta sẽ có được những làn gió mát hơn. Rồi thêm vào đó nữa là chúng ta cũng sẽ có một cái không gian sống tốt hơn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chiếc máy quạt hơi nước mà chúng tôi giới thiệu với tất cả quý vị trong ngày hôm nay có thể hạ được nhiệt độ xuống khoảng 7 độ C nha quý vị. Và đặc biệt hơn là rất tiết kiệm điện năng. Với công suất là 95W, quý vị chúng ta sử dụng chiếc máy quạt này trong khoảng thời gian từ 9 đến 10 tiếng nhưng mà tiêu hao khoảng tầm độ 1 ký điện mà thôi. Một điều mà tất cả chúng ta luôn luôn mong muốn trong cuộc sống của mình đó chính là giảm thiểu được tất cả những cái chi phí trong gia đình của mình, đúng không ạ? Và ngày hôm nay Agisop và Kachi kết hợp cho ra một mức giá ưu đãi cho quý vị khách hàng nha. 2.390.000 đồng, nhưng trong chương trình xả hàng tồn đại hạ giá giảm ngay 1 triệu đồng, và như vậy mức giá chỉ còn là 1.390.000 đồng mà thôi. Và đừng quên quà tặng của quý vị ngày hôm nay nữa nha. Chúng tôi tặng kèm cho quý vị đó chính là hai lõi đã khô quý vị nhá. Wow. Để làm gì ạ? Để khi mà ở nhà đó quý vị sử dụng, quý vị để vào trong tủ lạnh của nhà mình làm đông đá, và sau đó chúng ta bỏ vào chiếc quạt này để chiếc quạt này sẽ tạo ra một cái hơi mát lạnh hơn. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta còn nhận thêm một quà tặng hấp dẫn nữa. Đó chính là một vòi xịt nước thông minh với 7 chế độ tưới giúp cho quý vị dùng để tưới tiêu, vệ sinh nhà cửa sân vườn, rửa xe, giảm nhiệt trong không khí, truyền dẫn nước. Một lần nữa chúng tôi điểm lại với cái dòng sản phẩm quạt hơi nước. Đầu tiên đó chính là tiết kiệm điện. Yếu tố này vô cùng quan trọng đúng không ạ? Rất là quan trọng luôn quý vị ạ. 95W mà, chính vì vậy mà quý vị yên tâm khi sử dụng dòng sản phẩm này ngay tại nhà của mình. Hàng tháng mình không cần phải chi trả quá nhiều chi phí tiền điện đâu ạ. Và ngoài ra đặc điểm thứ hai đó chính là lọc không khí quý vị nha. Thì chắc chắn là sẽ lấy đi những cái bụi bẩn. Như vậy rồi. Thì cái đường hô hấp của nhà của trẻ nhỏ đúng hay rồi. Là người lớn tuổi hay bất cứ ai trong gia đình của mình cũng sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn. Và ngoài ra chúng tôi cùng chia sẻ với quý vị đó chính là tính năng làm lạnh không khí quý vị ạ. Như vậy sẽ giảm thiểu nhiệt độ môi trường là 5-7 độ C luôn đó quý vị nha. Nhanh tay đặt hàng quý vị nha, thời gian đang bắt đầu trôi qua rồi. Hãy gọi về 028-3896-9898 hoặc quý vị có thể truy cập vào website agisop.net.vn. Đặt hàng trực tuyến, quý vị ở đâu chúng tôi cũng sẽ giao hàng tận nơi ở trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc quý vị ạ. Quạt làm mát không khí dễ dàng sử dụng, tiết kiệm điện gấp 9 lần so với thiết bị làm lạnh khác. Hoạt động êm ái, an toàn khi sử dụng, dễ dàng di chuyển, động cơ bền bỉ. Quạt làm mát không khí Kachi giá 2.390.000 đồng. Trong chương trình giá hàng tồn đại hạ giá giảm ngay 1 triệu đồng, giá chỉ còn 1.390.000 đồng. 20 khách hàng đầu tiên đặt hàng sở hữu ngay 2 phần quà tặng may mắn, 2 hộp đá khô sử dụng làm lạnh hơn không khí, 1 vòi nước co giãn thông minh kích thước 7.5m, cùng đầu xịt 7 chế độ dễ dàng xịt rửa nhà, cửa kính, rửa xe, tưới cây và dẫn nước. Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng trong khung giờ đang phát sóng, hãy nhanh tay đặt hàng. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Thanh Trang, Thanh Tú cùng với Agisop cùng giới thiệu với quý vị một dòng sản phẩm rất là tiện ích cho mỗi gia đình. Đó chính là chiếc quạt hơi nước. Quý vị thân mến, chắc hẳn thì quý vị cũng thắc mắc là quạt hơi nước là gì đúng không? Thưa quý vị, khác hẳn với những chiếc quạt thông thường, nếu như không có sử dụng hơi nước á, thì nó cũng sử dụng như một chiếc quạt thông thường, cũng quay, cũng xoay tới xoay lui. Và bên cạnh đó, với một cái chiếc quạt hơi nước thì nó có một nguyên lý hoạt động đặc biệt hơn quý vị ạ. Có nghĩa là khi mà có nước bốc hơi lên qua cái màng lọc thì chắc chắn là phía sau quạt sẽ thổi ra gió cũng như là hơi nước thì sẽ làm mát không khí của chúng ta. Rất là đơn giản như thế thôi. Nó khác biệt ở đây là khi mà có hơi nước tỏa ra thì chắc chắn là mỗi người trong chúng ta sẽ cảm nhận được là cái không khí trong lành hơn. Đúng rồi, nó mát hơn rất là nhiều. Và như quý vị và các bạn cũng đã thấy, đây là một cái thiết kế rất là hiện đại, nhỏ gọn với hai màu đen và màu xám. Và hai màu sắc này thì rất là dung hòa để bất cứ một cái nội thất hay là một cái không gian nhà nào cũng phù hợp hết. Và điều đặc biệt là chúng ta có thể dễ dàng di chuyển, chúng ta để ở mọi không gian đều được hết quý vị ạ. Và như quý vị và các bạn cũng đã thấy, với một cái thiết kế rất là đơn giản,
rất là an toàn nha quý vị nha. Những cái cánh quạt như thế này xoay qua xoay lại, cái trái xoay phải, và rõ ràng khi quạt đang hoạt động này Thanh Trang để tay vào như thế này rất là an toàn luôn quý vị ơi. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng đã thấy trên đây có một cái bảng điều khiển này quý vị này, có những cái biểu tượng rất là rõ để cho quý vị là người lớn tuổi cũng rất là dễ dàng sử dụng và thao tác. Chúng ta dễ dàng chúng ta vận những cái nút điều khiển như thế này, ví dụ như là nước đầu tiên là hơi gió nó nhẹ nhẹ nè, thứ hai nữa là cái hơi gió nó sẽ mạnh hơn, và nấc thứ ba đó chính là chúng ta điều chỉnh cái nhiệt độ nó cao hơn. Và ngoài ra thì quý vị cũng đã thấy có hai nút cool và swim. Với cái nút swim này chúng ta nhấn nhẹ một cái thì quý vị thấy quạt này, cánh quạt sẽ quay qua quay lại như thế này đúng không ạ? Sẽ làm mát không gian của chúng ta đều hơn. Và ở đây là nút cool, như chúng tôi cũng đã nói với cái tính năng nó cũng là lọc không khí quý vị nha. Và giảm nhiệt độ môi trường nữa từ 5 tới 7 độ C. Thì chúng ta cũng chỉ cần ấn nhẹ như thế này thôi quý vị ạ. Và ngày hôm nay Azizhop và Kachi kết hợp cho ra một mức giá ưu đãi cho quý vị khách hàng nha, 2.390.000 đồng, nhưng trong chương trình xả hàng tồn đại hạ giá giảm ngay 1.000.000 đồng, và như vậy mức giá chỉ còn là 1.390.000 đồng mà thôi. Và quý vị ơi, ngày hôm nay mình sở hữu ngay quạt hơi nước đặt kèm cho quý vị, đó chính là hai lõi đá khô quý vị ạ, để làm không khí mát hơn và sạch hơn quý vị ơi. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta còn nhận thêm một quà tặng hấp dẫn nữa. Đó chính là một vòi xịt nước thông minh với 7 chế độ tưới giúp cho quý vị dùng để tưới tiêu, vệ sinh nhà cửa sân vườn, rửa xe, giảm nhiệt trong không khí, truyền dẫn nước. Và một cái điều lưu ý đặc biệt khi sử dụng sản phẩm này quý vị nha, ở phía sau nữa, nó có một cái khay đá. Với cái khay đá này khi mà chúng ta ấn nút cool quý vị nha, quý vị có thể sử dụng đó chính là bằng nước nè, bằng nước chúng ta đổ sẵn ở đây quý vị nha. Và ngoài ra chúng ta muốn sử dụng cho nó mát và nó lạnh hơn, nó cân bằng nhiệt độ hơn á, thì chúng ta chỉ cần đổ cho thêm nước đá vào như thế này thôi quý vị ạ. Như vậy là chúng ta có một cái hơi lạnh tỏa ra thêm một cái luồng gió từ phía sau và cho chúng ta một cái làn không khí rất là mát mẻ đúng không ạ? Đúng vậy. Vào mùa hè thì chắc chắn chiếc vật và Magic Korea này sẽ là một trong những cái cứu cánh để cho chúng ta có thể thường xuyên ở nhà hơn, không phải mất tiền cà phê đi ra ngoài với bạn bè để có thể tận hưởng một cái làn gió trong máy lạnh đúng không ạ? Và ngoài ra Trang cũng chia sẻ thêm với quý vị nè, đi kèm với bộ sản phẩm ngày hôm nay quý vị ơi, chúng tôi tặng kèm cho quý vị đó chính là hai cây lõi đá khô quý vị nha. Mình chỉ cần là để vào trong tủ lạnh từ 6 đến 8 tiếng, khi mà đông đá rồi, khi mà quý vị không sử dụng nước đá lạnh nha, thì quý vị chỉ cần để cục đá khô này vào đây như thế này thôi. Đó. Và ngoài ra thì em phụ nữ thích có một cái không gian với cái mùi hương bưởi hay là dầu tràm hay là xả chẳng hạn đó, thì mình cứ nhỏ một hai giọt vào đây rất là thơm quý vị nha, rồi mình đóng lại như thế này thôi. Đó, hơi nước sẽ bốc lên ở phía sau như thế này và quạt sẽ thổi ra làn gió cũng như là hơi nước, tạo cho chúng ta một cái không gian rất là mát mẻ, rất là dễ chịu quý vị nha. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì phía bên hông của chiếc máy quạt của chúng ta có hai khoang tay nắm như thế này, giúp cho tất cả quý vị chúng ta có thể dễ dàng di chuyển lên cầu thang, hoặc nếu mà trong một khoảng thời gian mà chuyển mùa, ví dụ như từ mùa nắng chuyển sang mùa mưa, mà chúng ta muốn bảo quản chiếc máy quạt của chúng ta tốt hơn, chúng ta muốn cất giữ vào một cái góc nào đó, thì chúng ta cũng có thể dễ dàng di chuyển quý vị nha. Rất là nhỏ gọn và trọng lượng của nó cũng rất là nhẹ nhàng luôn. Dạ đúng rồi. Và điều đặc biệt đó chính là chiếc máy quạt hơi nước của chúng ta có một cái hệ thống khử mùi và lọc bụi ở phía sau, với một cái màng lọc có rất là nhiều những cái màng lọc nhỏ ở phía trong như thế này, giúp cho chúng ta có thể hạn chế được rất là nhiều những cái bụi bẩn có trong không khí, mà đôi khi chính vì những cái bụi bẩn này sẽ làm ảnh hưởng về đường hô hấp của các trẻ nhỏ trong gia đình của quý vị đúng không ạ? Và tiếp theo nữa, một điều đặc biệt mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị là chiếc máy quạt hơi nước có thêm một cái bộ phận, đó chính là màng lọc được làm bằng gỗ sồi nha quý vị. Với màng lọc này thì sẽ giúp cho tất cả quý vị trong quá trình sử dụng, chúng ta sẽ khử được một cái số mùi trong không khí, và đặc biệt hơn là hạn chế được những hạt bụi nhỏ li ti mà đôi khi mắt thường của chúng ta không nhìn thấy được các bạn. Và cái nữa quý vị, bên cạnh đó thì chiếc máy quạt của chúng ta có một cái khối động cơ nằm giữa thân quạt, và bên cạnh đó kết hợp với quạt lồng sóc giúp cho việc tản gió được diễn ra một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn nè. Rồi thêm vào đó, sử dụng quạt lồng sóc thì như thế nào ạ? Giảm được độ ồn, giúp cho chiếc máy quạt của chúng ta vận hành một cách mạnh mẽ và êm ái. Vâng thưa quý vị, với quạt hơi nước thì chúng ta không chỉ để ở phòng khách nè, mà chúng ta có thể để phòng ngủ và ngay cả không gian bếp cũng vậy. Với cái làn hơi nước nó tỏa ra nhẹ nhàng, nó mát, thì ngay cả chị em phụ nữ của chúng ta khi ở trong bếp cũng cảm thấy rất là thoải mái, cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Và cái điều đặc biệt là có một cái màng lọc khử mùi nữa. Chính vì vậy mà quý vị cũng cảm thấy là có thể lọc đi những cái loại mùi thức ăn hơi gây khó chịu. Đúng và rồi. Thưa tất cả quý vị và các bạn, một chiếc quạt với một thiết kế hiện đại, đặt để ở mọi không gian, phù hợp với mọi không gian,
dễ dàng di chuyển, công suất là 95W và vô cùng tiết kiệm điện, có thể lọc không khí và bên cạnh đó giảm nhiệt độ từ 5-7°C so với nhiệt độ môi trường. Và ngày hôm nay, Azishop và Kachi kết hợp cho ra một mức giá ưu đãi cho quý vị khách hàng nha. 2.390.000 đồng, nhưng trong chương trình xả hàng tồn đại hạ giá, giảm ngay 1 triệu đồng và như vậy mức giá chỉ còn là 1.390.000 đồng mà thôi. Và quý vị ơi, ngày hôm nay mình sở hữu ngay quạt hơi nước tặng kèm cho quý vị, đó chính là hai lõi đá khô quý vị ạ, để làm không khí mát hơn và sạch hơn quý vị ơi. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta còn nhận thêm một quạt tặng hấp dẫn nữa. Đó chính là một vòi xịt nước thông minh với 7 chế độ tưới giúp cho quý vị dùng để tưới tiêu, vệ sinh nhà cửa sân vườn, rửa xe, giảm nhiệt trong không khí, truyền dẫn nước. Và một lần nữa quý vị đừng quên nhấc máy và gọi về tổng đài đi quý vị ạ. Quạt làm mát không khí sử dụng tấm làm mát 3D gỗ xoài cao cấp, hạ nhiệt độ từ 5-7°C làm mát không khí, lọc được khí dơ, bụi bẩn trong không khí, cân bằng độ ẩm, không làm khô da, an toàn cho người sử dụng. Quạt làm mát không khí Kachi giá 2.390.000 đồng. Trong chương trình xả hàng tồn đại hạ giá, giảm ngay 1 triệu đồng, giá chỉ còn 1.390.000 đồng. 20 khách hàng đầu tiên đặt hàng sở hữu ngay 2 phần quà tặng may mắn, 2 hộp đá khô sử dụng làm lạnh hơn không khí, 1 vòi nước co giãn thông minh kích thước 7.5m, cùng đầu xịt 7 chế độ dễ dàng xịt rửa nhà, cửa kính, rửa xe, tưới cây và dẫn nước. Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng trong khung giờ đang phát sóng, hãy nhanh tay đặt hàng. Quý vị thân mến, thời gian đang dần trôi qua rất là nhanh rồi. Quý vị đừng bỏ lỡ một dòng sản phẩm rất là tiện ích cho ngôi nhà của quý vị nha. Để chúng ta có thể làm mát không khí và tạo ra một cái luồng gió mát nè. Và trong lành thì chắc chắn là với cái dòng sản phẩm đó chính là quạt hơi nước, rất là phù hợp với mọi không gian và phù hợp với mọi gia đình luôn quý vị ạ. Và như quý vị cũng đã biết, quạt hơi nước với chức năng chính đó chính là có hơi nước và tạo ra cái độ ẩm làm mát không khí. Và hơi nước ở đây không nhìn thấy, chính vì vậy là không có sợ là làm cho ẩm những cái đồ dùng trong gia đình của nhà mình. Như vậy thì quý vị còn cảm thấy yên tâm hơn. Và ngoài ra quý vị cũng đã thấy với những cái cánh quạt này được đan xen với nhau và rất là nhỏ. Khi mà nhà mình có trẻ nhỏ nha, chẳng may mà có chạm tay vào thì cảm thấy rất là an toàn. Dù là quạt đang hoạt động như thế này thì tay của trẻ nhỏ cũng không xuyên qua được, khác hẳn với những dòng sản phẩm quạt truyền thống quý vị nha. Và cái điều đặc biệt ở đây là vô cùng tiết kiệm điện, công suất chỉ là 95W mà thôi. Và cái điều đặc biệt đó là cân bằng độ ẩm và giảm nhiệt độ từ 5-7°C quý vị nha. Và thưa quý vị, để minh chứng cho những điều mà Thanh Trang vừa chia sẻ với tất cả quý vị thì ngay bây giờ xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với một thí nghiệm mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị trong phim trường ngày hôm nay. Chúng tôi đang có hai cái nhiệt kế nha quý vị. Một cái nhiệt kế đặt ở phía đầu bên này của chiếc máy lạnh, tức là hơi lạnh đã được làm lạnh rồi. Còn một chiếc nhiệt kế còn lại chúng tôi đang đặt ở phía sau, đó là khu vực mà không khí của chúng ta đang bị gia nhiệt hoặc thậm chí là với nhiệt độ môi trường ở vào mùa hè chẳng hạn rất là nóng bức, đúng không ạ? Và như quý vị đang quan sát thấy thì nhiệt kế ở phía bên này của chiếc máy quạt của chúng ta đang có nhiệt độ được gia nhiệt dao động từ 30-36°C. Và kính thưa quý vị, như vậy là nhiệt độ ở phía bên này sau khi mà không khí của chúng ta được làm mát bởi chiếc máy quạt hơi nước đến từ thương hiệu Magic Korea của chúng ta là bao nhiêu ? Nhiệt độ của chúng ta đang dao động đó chính là từ 20-21°C. Và đặc biệt hơn là độ ẩm của chúng ta đang nằm ở trong mức độ cho phép nha quý vị, dao động từ 60-65. Như vậy là đây là một trong những cái chỉ số mà rất là phù hợp và tốt cho sức khỏe của chúng ta nữa. Chúng ta không sợ bị ảnh hưởng về đường hô hấp, cũng như là đặc biệt hơn là những cái khói bụi nhỏ li ti mà xuyên qua cái màng lọc của chúng ta đã được giữ lại hết tất cả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị cũng có thấy là với cái thí nghiệm vừa rồi để minh chứng cho quý vị thấy là quạt sử dụng bằng hơi nước cho nên tạo ra một cái độ ẩm và làm cho mát không khí. Và như chúng tôi đã chia sẻ, với quạt hơi nước có một cái chức năng đó chính là lọc không khí. Và bây giờ trên tay Thanh Trang cầm đó chính là một cái lọ, bên trong đó là cái bột màu trắng. Màu trắng thì để cho quý vị dễ nhìn thấy, cũng như là quý vị cũng tưởng tượng trong không gian mình có rất là nhiều bụi bẩn mà mắt thường không nhìn thấy. Và nếu như khi chúng ta sử dụng chiếc quạt này thì quý vị hãy cùng quan sát khi mà có cái hơi thoát ra thì xem là có bụi bẩn hay không nha. Đây quý vị cùng quan sát nè. Đó. Như vậy là một cái lượng bụi rất là nhiều, đúng không ạ, ở phía đầu vào của cái không khí của chúng ta. Đúng tuy rồi. Nhiên ở cái đầu ra của chiếc máy quạt hơi nước của chúng ta thì không khí vẫn rất là trong lành và trong sạch, đúng không ạ? Đúng bởi rồi. Vì sao? Bởi vì tất cả những cái lượng bụi ở phía đầu vào này đã được cái màng lọc làm bằng gỗ xoài cùng với như một cái màng lọc phụ ở phía bên ngoài nữa, chắc chắn là những cái bụi bẩn này sẽ được giữ lại hoàn toàn và không ảnh hưởng về đường hô hấp của chúng ta cho người sử dụng, đúng không ạ? Và đây quý vị cùng quan sát này, tất cả những cái bụi phấn
màu trắng đó quý vị ạ, bám trên cái màng lọc như thế này. Bám đầy trên màng lọc luôn đúng không ạ? Đúng rồi, bám đầy trên màng lọc như thế này. Và khi có hơi nước bốc lên qua cái màng lọc thì chắc chắn là hơi nước sẽ được tạo ra một cái độ ẩm làm mát không khí thôi. Và tất cả những cái bụi bẩn này sẽ được bám trong cái màng lọc, và khi chúng ta sử dụng một khoảng thời gian dài chúng ta vệ sinh cũng rất là dễ dàng. Vâng quý vị và các bạn thân mến, thời gian thì đang dần trôi qua rất là nhanh, không còn quá nhiều thời gian để cho quý vị chần chừ đâu ạ. Quý vị hãy quyết định ngay thời điểm này để quý vị sở hữu ngay quạt hơi nước giới thiệu trên Asia Shop quý vị nha. Và bản thân Thanh Trang sẽ điểm lại những cái thông tin cần thiết để cho quý vị cùng nắm bắt này quý vị. Đầu tiên đó chính là lọc không khí quý vị nha. Chức năng đầu tiên lọc không khí rất là tốt cho sức khỏe này quý vị nè. Và bên cạnh đó là làm lạnh không khí, khi mà hơi nước được bốc ra tạo ra một cái độ ẩm nhất định và như vậy sẽ làm mát không khí, và khi đã được lọc không khí rồi thì không khí trong lành hơn. Và cái điều đặc biệt nữa đó chính là tiết kiệm điện quý vị nha. Và ngày hôm nay Azitop và Kachi kết hợp cho ra một mức giá ưu đãi cho quý vị khách hàng nha, 2.390.000 đồng, nhưng trong chương trình xả hàng tồn đại hạ giá giảm ngay 1.000.000 đồng, và như vậy mức giá chỉ còn là 1.390.000 đồng mà thôi. Và đừng quên quà tặng của quý vị, một đơn hàng thành công quý vị sẽ được tặng kèm theo đó chính là hai lõi đá khô. Quý vị có thể gia tăng làm mát không khí nhà mình hơn bằng hai lõi đá khô này, sử dụng rất là lâu dài. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta còn nhận thêm một quà tặng hấp dẫn nữa, đó chính là một vòi xịt nước thông minh với 7 chế độ tưới giúp cho quý vị dùng để tưới tiêu, vệ sinh nhà cửa sân vườn, rửa xe, giảm nhiệt trong không khí, truyền dẫn nước. Vô cùng tiết kiệm điện quý vị ạ, công suất thì là 95W, thiết kế thì rất là đẹp mắt, màu đen và màu xám như thế này, mình đặt để ở mọi không gian, phù hợp với không gian hẹp cũng như là không gian rộng quý vị ạ. Và điều quan trọng là làm mát cho tinh thần của chúng ta cảm thấy thoải mái, tinh thần của chúng ta cảm thấy thư thái. Ngay cả trẻ nhỏ này hay là người lớn tuổi rất là khó ngủ. Nếu như với những chiếc quạt truyền thống, những chiếc quạt thông thường khác á, chắc chắn là hơi gió nó rất là gắt, nó sẽ làm khô da. Nhưng ngày hôm nay với chiếc quạt làm hơi nước giới thiệu trên Asia Shop, chúng tôi tin tưởng rằng một dòng sản phẩm rất là phù hợp cho mọi gia đình. Và có thể nói đến đây thì thời lượng chương trình của chúng ta đã dần trôi qua rồi, vẫn còn cơ hội để cho tất cả quý vị chúng ta nhanh chóng gọi điện thoại cho chúng tôi để nhận được một phần quà tặng hấp dẫn. Mà chỉ có những người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, chỉ có những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay gọi điện thoại đặt hàng mới được sở hữu thôi. Và thưa quý vị, đến đây thì cho phép chúng tôi cũng được nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị. Và hy vọng rằng trong những chương trình sắp tới chúng tôi lại có cơ hội để có thể chia sẻ và gặp gỡ cũng như giới thiệu với tất cả quý vị những sản phẩm tiếp theo giúp cho cuộc sống của quý vị trở nên thuận tiện và thoải mái hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.